Không già cà phê gì chưa, cà phê trà pháo gì chưa? Hello, chào con, nghe rõ không? Dạ con nghe rõ rồi. À, chà, ta đang nấu cơm, không phải nấu cơm mà tại bữa nay em đi làm trễ chút, cái sửa xe cho thằng nhỏ cho nên ra có thời gian ở nhà nấu miếng cơm để ăn cho nó khoái khẩu. Khoái khẩu có nghĩa là Nấu món gì? gì? Nấu món gì khai ơi? Cà pháo mắm tôm À. thiệt mà. Cái Ồ. khổ, cái khổ cái chỗ đây là nhà thì có nhà hàng mà ăn thì đồ Ừ. ăn toàn là ta ăn không cái vừa miệng, có nghĩa là con người ta nó không có khoái ăn đồ Tây đồ Mỹ, thèm là cà pháo mắm tôm thịt luộc rồi đại khái vậy. Nhưng mà ở nhà hàng thì đâu là bị có mấy cái chuyện đó, đem mắm tôm vô nhà hàng là đủ, má chúng nó chửi. Vì nó ra về nhà lẳng lặng đồ quá, luộc thịt lên ăn chứ đồ thiệt tình ở nhà hàng thì cơm gà cá gỏi Chào lấy pizza vào gì, nhưng mà nó lại không nè. khoái khẩu. Thực ra vì bữa nay đi làm trễ chút, với lại chút xíu nay bên đây có công chuyện đi sửa xe cho thằng nhỏ, đi kiểm tra, nói chung là thẳng là kiểm tra, nó gọi là Mỹ nó gọi là thanh úp trước mùa đông, để coi như ví dụ như là xe nó có chuẩn bị như là coi bu-ri hoặc là những cái gì mà lặt vặt để coi trong miệng để chuẩn bị chạy cho mùa đông á. Xe nhỏ thì chạy được Có người đặt câu hỏi, bố cầm có người đặt câu hỏi hỏi thiệt là giờ khai thiệt đi. Khai thiệt đi, trong trong diễn đàn này có bao nhiêu người đã ăn thịt chó và vẫn còn đang ăn thịt chó. Bên Mỹ có thịt chó đang bố. nói chung là ở bên Mỹ thì không có thịt chó, không có thịt chó đâu, mà không ai dám ăn là bởi vì không phải là người ta không có ăn, mà bởi thèm lắm chứ, nhưng mà tại không dám ăn là bởi vì biết sao không, họ bị sợ bị phạt ở đây ở tù quá, ở đây ở tù quá chứ không phải đơn giản đâu, cho nên vì cho đó ra người ta sợ luật, nó thẳng là sợ luật chứ không phải là sợ ăn không ăn thịt chó. Có nhiều đứa thèm chết mẹ, và nó có những cái vụ án xảy ra là nó đóng cửa gara để làm thịt chó, và sau khi người ta phát giác ra đó, ù má lôi ra đem vô cảnh sát còng tay. Cái đó là đây là do cái luật thôi, nhưng mà thực chất Dạ ở luật. ở đằng sau cái luật đó thì tôi cũng có nhiều cái buồn cười lắm, chẳng hạn như ngày hôm qua đây con cũng thấy đó, luật thì luật nó nói xạo thôi, chứ thực chất nó bắt chó, nó cũng giết chó như quét, Đang lén. nó ăn lén rồi đủ trò đó, nhưng mà thực chất là người ta sợ luật hơn là sợ ấy, chứ thực tế là ở đây có nhiều nó cũng áp chế vào cái lấy cái luật để mà nó ấy, nó kiềm tỏa người ta. Thứ nhất là luật, thứ hai là tiền. Ở đây cái luật là tiền, có nghĩa là cái gì cũng quy thành tiền, từ phạt xe rồi phạt cổ, cái gì nó cũng quy thành tiền. Ngày hôm qua nhỏ gái nó mới gửi về ba, nó mới mát, nó mát nghĩa là nó không phải là nó không phải là than, nhưng mà nó cho biết rằng ở ở ở tiểu bang của bố thì mỗi lần cái ticket của cái bảng số xe đó mỗi năm đáng đóng tùy theo xe mới xe cũ, xe mới thì nó đóng khoảng chừng 300-400 đồng tùy xe, còn xe còn màu là một năm khoảng nếu bị xe sạn xe như xe electric của tao thì khoảng chừng 600-700, nhưng mà cái xe của ở bên Cali thì nó mắc lắm, nó mắc kinh khủng luôn. Cho nên việc thứ đó nó muốn nói so sánh về hai tiểu bang, một tiểu bang của mình thì một tiểu bang của Cali thì giá Cali nó rất là cao, có thể là cả ngàn đô một một năm đóng tiền thuế cho cái xe không, so sánh như vậy. Thì bữa nay cũng muốn nói chuyện đề chuyên đề gì, cái vụ gì thì Thì con nãy giờ con có nói về vấn đề là vụ chó nữa hả, chó thì coi như xong rồi, chó coi đồng như cái đồng clip đồng đó ý là vụ Văn Lâm đó, dạ nhưng đó đồng gần hết. ý nhưng mà tôi nói cho mày nghe, thằng Quang Lâm nó cũng ngu đồ má, bú phèm chó, tao nghe cái từ tao tức cười, tao hơi tức cười, nhưng mà tao hay tức cười, nhưng mà tao thấy nó hơi vô lý. Đủ mày sửa chó thì đủ mày chút xíu siêu đủ lâu bao nhiêu nữa, mà bú cái bú phèm bò thì đủ mà cũng có sửa nhiều chút đúng không, cái bò ta làm sữa đó, thiếu trai thì sữa là Vinamilk rồi các cái là sữa bò chứ đâu có sữa chó đâu, mà bú sữa chó thì ít quá sao không có đã. Tao tức cười thì nó có vẻ nó có vẻ hài hước và nó có vẻ vui vui, bố thì sửa lại chút gì thôi, chó đâu có nhiều sữa, đâu có nhiều sữa là bú ta ngồi gãi đầu hoài. Rồi thì cái chuyện chó cũng đã xong rồi, thì trước mắt hay là không sao gì thì chó cũng đã tử trận rồi, nhưng mà mình chỉ buồn buồn ở chỗ là tại sao thời điểm bây giờ mà người ta vẫn coi trọng cái mạng con chó, trọng con người là sao ta,
thì cũng nhắc đi nhắc lại hoài là trong khi đó khi mùa dịch đã qua thì ngày hôm qua thì tao với lại ông Phượng đã live stream và ông Phượng rất ư là hồ hởi phấn khởi, là nói một cách khác là ông Trượng nói là Việt Nam mình đã chiến thắng, về nói một cách nôm na là Việt Nam đã khắc phục được cái hậu quả của Covid và hiện giờ đang mở cửa. Thì hai đứa chúng ta rất là mừng, cái mừng ở đây là mừng cho cái người Việt Nam mình trở lại sinh hoạt bình thường, và cái cơ hội đó là cái cơ hội mà tụi tao được về Việt Nam thì nó lớn hơn hồi xưa ngồi Dạ. độ hai thằng già ngồi rầu Sớm thấy hơn. mẹ ờ rầu thấy Dạ, mẹ bà đủ sớm cái hơn. rồi, có thể là năm 3 năm mà 7 8 năm rồi đó, tự nhiên mẹ nói thôi mẹ ơi đủ thôi ông ơi đủ mẹ tôi đợi cái kiểu này chắc hai đứa mình bỏ mạng xa trường quá. Nhưng mà bây giờ thì không phải vậy, cao lắm vài tháng tới nữa thì có đường thì mới vui, vui thì đưa like thôi, cái chuyện đó là vô tư mấy ông già ta là vậy. Thì mình cũng thấy hơi kỳ kỳ ở cái chỗ là cái mạng xã hội của mình bây giờ đôi lúc á mình phải nói một cái câu như vậy, có nghĩa là họ bị chệch choạng và họ không biết đâu là đúng hay đâu là sai, có nghĩa là nó quá nhiều nguồn tin rồi quá quá nhiều cái sự mà gọi là thông tin không chính xác, rồi cái bên người chống rồi ta thấy nó lầm lầm, bố thì bố không có tham gia trong cái mạng mà đấu tố hay là cái gì của trong xã hội Việt Nam, nhưng mà mình đứng theo một góc nhìn khách quan á, mình đứng đứng theo nhìn khách quan thì mình mới thấy là hình như có nhiều người đó là họ họ kêu bằng họ phản đối kịch liệt, họ kêu bằng bất chấp á, bất chấp á, bất chấp mà họ không hiểu gì hết, đổ lỗi thẳng là không hiểu Đúng gì rồi. hết. Tôi nói cho mày nghe một cái điều này nè, bây giờ mình lạm dụng chút xíu, tao từ xưa tao không nói tới bà Nguyễn Phương Hằng, tao đâu có biết bà là ai đâu tao nói, nhưng mà tao nói cái câu cứ dựa trên cái cơ sở mà tao hiểu biết. Theo tao hiểu như vậy nè, mày hoặc là tao hoặc là bất cứ một người nào đó mở một cái công ty gì chẳng cần biết, tao không biết, thì trên nguyên tắc mày mở công ty là mày phải đối diện với pháp luật, có nghĩa là anh theo pháp luật mà để anh mở công ty, chứ tự nhiên đùng một cái rồi mà nếu mà tao mở khơi tao tự xưng tao là công ty thì đâu có ai chứng nhận đâu, đâu có giấy phép con mẹ gì đâu, đúng gì không, có nghĩa là một cái công ty nhỏ hoặc công ty lớn thì cũng đi đúng đường của cái pháp luật cho phép. Mày tao nói vậy mày đồng ý không? Mày mở một cái doanh mày mở ra một cái doanh nghiệp như mày đi, mày mở một cái doanh nghiệp để buôn bán xe hơi cũ thôi, và không cần bán xe hơi mới thì mày cũng phải có giấy phép, đúng không? Rồi. Cái giấy phép đó do đầu ra là phải có do chính quyền sở tại cấp cho mày không? Mà muốn được cái giấy phép đó là mày phải trình tự bắt buộc Trình hồ mày có sơ đầy đủ. đầy đủ mới có một cái giấy phép, đúng không? Đó là tao nói là công ty nhỏ, công ty kêu bằng buôn đồ, kêu bằng Tư nhân đi. không công một tư nhân thì đúng rồi, ai là không tư nhân, nhưng mà công ty là thuộc là công ty mà bán sát dụng thì nó đại khái là vậy, nó mà bán xe cũ là có Mà sát dụng rồi, đúng ừ. không? Bây giờ đặt trường hợp thí dụ mình nói chút xíu chỗ này, có nghĩa là đối với bà Hằng là bộ mình phải nói một cái là một đại công ty, bởi tao nghe phong phanh là bả cũng 5 6 công ty, là năm sáu cái sở chủ của đại công ty, là trong đó có nhiều ở Bình Dương, Phước Long, nói chung tùm lum tà ra cũng nhiều lắm. Thì tao hỏi mày đâu có ai mà ngu dại mà đi trái làm trái pháp luật mà đi ra 5 6 công ty, mình phải nói là đại công ty thì đúng hơn. Mà khi đã gọi là đại công ty hoặc là có một cái CEO lớn như vậy thì đương nhiên cái hậu thuẫn bang bệ trình độ cấp thứ, có nghĩa là ở trong cái bộ sậu của họ chắc chắn là phải có người độ mà là tín cẩn và có một cái bộ sậu luật sư là dựa trên pháp lý để mà đứng. Bởi vì họ ở đây cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy, nếu anh có một công ty thì đứng sau lưng anh phải là một cái tập đoàn luật sư, thì ở Việt Nam cũng vậy, là chi là để anh bảo vệ lấy mình và anh làm đi đúng con đường mà lập pháp luật pháp cho phép ở đây để khỏi tránh cái sự rủi ro. Mày mày tao nói vậy mày hiểu không? Ở Mỹ thì cũng vậy thôi, mày lập một công ty dài da cao dao kéo con mẹ gì vậy thì mày cũng dựa theo, mày cũng phải có một thằng luật sư của mày, bởi vì ở bên Mỹ này thường thường luật sư làm ăn là khá khấm khá, là bởi vì hầu như nước Mỹ này đâu cũng là doanh nghiệp, đâu cũng là cơ sở, đâu cũng là chỗ sản xuất, Đâu đâu là thân thân chủ đâu cũng nghề là luật sư chỗ phát triển. mở cái nghề luật sư ở Mỹ rất là phát triển, thì ở Việt Nam đang ở một cái vị thế chập chững là những doanh nghiệp nào cũng có luật sư riêng cả. Dạ đúng rồi. Tao nói vậy đúng không? Đúng rồi.
Thì có tao mới hỏi, thì tao mới nói tao tao không quan tâm nhiều chuyện bạn, thì sáng nay nói chuyện gia đình bên kia thì có mấy bà bạn, bà mới hỏi cho anh có theo dõi về bà hàng bà biết gì đó không, tôi không quan tâm tại bà đó chẳng có lý gì mình cả, mình không quan tâm gì cả. Thì bà ngồi bà nói này kia, bà than phiền, bà lại ở đây là bà nói, thì bà nói một câu mình hơi thấm thấm, nhưng mà bà đàn bà mà, cho nên mình bà nói một câu thôi. Thường thường đó thì nếu mà hơi đu đuôi chút xíu thì cũng mờ, cũng thấy mờ mờ, mà làm như làm gì mình không thấy ta. Mà cỡ một cái doanh nghiệp như bà Hằng như vậy thì đương nhiên phải có một cái gì đó, có nghĩa là có một sự hậu thuẫn về pháp lý, cái điều đó là cái điều đương nhiên, là ta có hiểu như vậy chứ không có ai dạy gì mà đung đầu vào cái kiểu mà phạm tội vô lý vậy. Và khi họ nói lên những cái điều mà bức xúc trong xã hội là chắc chắn là phải có cơ sở, bởi vì nếu không có cơ sở là chúng nó thưa chết, cái đại khái là vậy, phải không? Chính vì chuyện đó thành ra thôi tao có chuyện, chuyện không tao không muốn nói, nhưng mà cái điều kệ bả, bả làm gì bả làm, nhưng mà cái chuyện là tao phải nghĩ rằng khi mà bả giống tiếng lên bả nói 5 6 tháng nay thì đương nhiên chắc chắn là phải bả phải có cơ sở bả mới nói, và cái đó nó không phạm vào cái luật gì của nhà nước Việt Nam cả. Cũng giống như kiểu tao nói cho mày nghe cái điều này, ở Việt Nam nó có, tao phải theo tao hiểu á, khiêu là gọi là cái luật mà kêu bằng tố giác tội phạm đó mày. Tức như là anh ở gần nhà nó, anh ở sát nhà nó, anh biết nó là giết người mà anh không tố giác là anh cũng bị tội theo kiểu liên đới, có nghĩa là anh đã nằm trong một cái diện như là cái gì ta, đồng phạm Không hả, tố cáo, không tố không tố cáo, cáo, đúng không, có luật đó. che giấu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì mình nói đi nói lại nó dài nó hoài rồi mà chúng nó chửi tao nữa phiền quá, tao không muốn tham gia vào, Bởi vậy tao vô không cảm chấp. sao, tức là con nói, tức là trong cái câu chuyện của bà Hằng á, thực ra là những cái vấn đề khác thì con không muốn, chẳng muốn đề cập, bởi Chẳng vì muốn cái để chuyện đó là muốn gì á, thì sau này là trắng đen sẽ rõ ràng hết. đúng Chỉ vấn đề mình ghi nhận được cái nào bả đúng, cái nào bả hay thì mình ghi nhận. rồi Mà cụ thì thể là đó cái câu chuyện là qua cái live vừa rồi con có xem đó, con thấy bà có tâm tư, có vẻ là bà tâm tư, bà lắng động, bà chia sẻ với cái giới trẻ đó là cái không gian mạng nó là ảo, nhưng cái tác hại của mình gây ra nó sẽ là thật, và công an sẽ là thật, là tức là nếu mình vi phạm thì chắc chắn mình sẽ phải vi phạm pháp luật và ở tù là thật. Chứ đừng có nghĩ mà cái không gian mạng là ảo, mà muốn nói gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm. Và đặc biệt là bà có lời nhắn nhủ tới những người trẻ đó, là nếu lên không tham gia mạng á, thì đặc biệt là những cái trang mà phản động chống phá đất nước thì đừng nên tham gia, Đúng hoặc rồi. là đừng có phát biểu một cách gọi là vô cớ, muốn nói gì thì nói, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tương lai không tốt đó. Thì bà dẫn chứng ra cái câu chuyện cụ thể, đâm ra mình thấy cái đó là nó đúng đắn, bố hình dung không, và cái đó là cái đó nó có lợi ích Rồi, cho giới trẻ thì cái đó thì bố xác nhận là theo mày nói như vậy thì bố cũng thấy tâm đắc ở chỗ này. Có nghĩa là theo con nói với bố chưa, con bà chưa bố bố chưa bao giờ bố coi cái like của bản nào mẹ chứ tao đâu có quan tâm bả đâu, tao đâu coi. Nhưng mà khi mày nói như vậy thì mình mới nói mày, bả là một người đàn bà bản lãnh, có nghĩa là bả là một CEO, một chủ doanh nghiệp lớn mà bả đưa ra những cái luận điểm và bả đưa ra những cái lời khuyên cho giới trẻ thì mình thấy bả rất là nổi bật ở chỗ đó. Ở đây mình nói cho nghe, từ hồi xưa tới bây giờ các tờ báo, mình nói tờ báo đi nha, mình nói tờ báo thì ta thấy chưa ai khuyên cả, và chỉ có lên án thôi, chỉ có lên án thôi chưa có khuyên. Mà tại là sao bà này lại khuyên những rồi, thì tao nghĩ bà này có một cái tâm tư mà giống kiểu như là cũng bức xúc về vấn đề mà giới trẻ nghe theo lời những cái lời giống như kiểu như bố với con lên trên live vậy. Bức xúc những người mà xuyên tạc về đất nước mình thì mình mới lên live mình phản biện, thì bả làm bà mà bả vẫn khuyên một giới trẻ như vậy thì mình thấy bả cũng rất là hay, và bả Có làm sự được quan tâm có về sự quan tâm về cái thay đất đổi nước chung đúng không? đất nước. Đúng rồi, trong khi đó tất cả những doanh nghiệp khác đều, tất cả mọi người Vì khác đều tiền vì tiền không, không ai nói kinh một câu doanh nào tài giống như quan. bả, kể cả báo chí cũng vậy nữa. Báo chí thì nó ở hôm nay bắt được kẻ chống phá hôm nay, nhưng mà chưa ai khuyên một lời nào để chí tình, có nghĩa là các con các Tâm tư cháu giống như tâm tâm tư nguyện tư vọng chưa hề thiết tha kêu gọi vậy. Thì bà này rất là hay, tao nghĩ là bà này rất là hay, tao tao nể là mình không nói chuyện mà mặt trái mặt phải hoặc là chuyện đúng ai sai ở đây tao không biết, tao không nói. Nhưng cái điều khi bảo lên mới như vậy, tao chỉ có một cái điều nói là băn khoăn, nói là những cái chuyện bà làm được, chuyện làm được có nghĩa là có chứng nhận, có xác thực và có địa phương, tức là có báo chí đưa ra chẳng hạn như là tôi nói mà nghe
làm những con đường lầy lội ở miền Tây. Cái chuyện đó ta xác nhận là hầu như các YouTuber trong đã nói rồi, có chiếu rồi, có những người dân ở đó phản ảnh rồi, xây làm những nhà máy oxy để mà cung cấp cho những bệnh viện, cái chuyện đó có không? Có không? Có Rồi oxy lưu sao động. làm cho những cái nhà máy để sản xuất găng tay y tế để cung cấp cho tất cả những các bệnh viện ở thành phố có Có. không? Rồi có những cái quỹ mổ tim hằng hữu để mà cứu giúp cho những đứa trẻ mà bị dị tật bẩm sinh tim có Có. không? Ủa, Có không? tại sao chúng ta lại thấy người ta làm được gì chúng ta lại không động viên? Cái điều chỉ tăng ta ký vậy thôi à, còn cái gì, còn có những người không làm được một cái gì cả, không hề làm bất cứ một cái gì cả, suốt ngày chửi bới. Ê, ta không bình bãi nha, mà tao thấy làm lạ, ủa sao kỳ với ta, mà nếu mà làm được nhiều vậy mà sao cũng bị chửi hoài ta, ta không hiểu nổi. Ta bởi vì ta né, bởi vì ở đây thì ta đã bị rồi, chính tâm đã bị rồi, chỉ có cái chuyện mà tao thấy tao úp lên những cái chuyện mà ví dụ như ngày khai trương của cái nhà máy sản xuất găng tay, thế là cũng bị chửi. Ủa mẹ mày 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 vô mày liếm lờ con hàng này cái thở tụi má tao còn gãy đầu, tao không biết sao nữa, tao nhức đầu quá, tao sợ quá, tao đâu tao tao nói kiểu kỳ cục quá rồi cái gì đó, tao sợ tao không có dám đưa lên trời. Thì trước khi muốn nói gì đó tao mới lên Google, tao mới gọi cho Google, thì tao mới họ tao mới những người đàn bà quyền lực của Việt Nam mình đó, thì tao mới rõ ràng. Thứ nhất là bà, tao rất nhiều tên tao không nhớ đâu, tao chỉ nói là những bà Phạm Phương Thảo gì đó các cái rồi, thì cái bà Hằng là đứng thứ sáu trong 10 người phụ nữ quyền lực Việt Nam mình đó, đó thì bà, vậy là ghê rồi. Có nghĩa là nói chung là không biết nói sao cho tụi nó hiểu, có nghĩa là khi người ta leo lên được cái vị trí như vậy thì người ta không có tầm thường. Cái đầu của họ quản lý một cái doanh nghiệp vậy thì mình nghĩ người ta thua mình à. Thứ nhất là về vấn đề tiền bạc, cái điều đó là điều đương nhiên rồi, phải không? Về vấn đề kiến thức nè, về vấn đề coi như là công ty doanh nghiệp và đường lối, thì cái đầu của họ không thể nào bằng mình không bằng ta được. Là bởi vì sao? Riêng cá nhân của họ còn cả một cái tập đoàn luật sư và cố vấn cho bạn nữa. Cái đủ cái tập khơi đoàn tôi còn không ăn bể. tập đoàn luật sư nghe thấy ghê quá. Nói chung là cũng có một cái ekip lực nằm sau lưng mà, ví dụ mình nói vậy cho nó êm. Nghe tập đoàn nghe thấy Khoan ghê, cái khoan mai mốt cái có mấy cái cỡ như AQUI không, cái nó chụp cái câu đó rồi trời ơi, ông cầm ông kêu tập đoàn luật ông, tại giờ đưa ra trùm là bạn tao nó tao quen thói à. của ông đó. Đưa ra trùm nói sao tao lặp lại y chang vậy, được quá, đưa ra trùm là hãy nổ mà cho nên tao cũng nổ theo vậy thôi. Có nghĩa là vậy, có nghĩa là khi ba ra ngoài đấu trường và chính cái vấn đề kinh doanh đó, thì đương nhiên tất tất chắn là phải có một cái hậu thuẫn của một cái Ekip, ekip và có ban bệ làm quan rõ ràng. Thì mình không biết con mẹ cái chỗ mà chửi bới rồi năng nhục của tuổi đó, cái đó là ta không binh gì thôi, mà ta chỉ hiểu là cái nhận thức của con người ta yếu kém lên mức độ là nhưng mà thế này là bố, thế này là bố, tức là bây giờ cái chuyện mà có cái gì bà làm gì thì cái chuyện đó là về mặt xã hội đúng không, nhưng mà đúng quan rồi. quan trọng nhất là vừa giống như bố vừa nói, trong cái tình hình dịch cũng làm ra máy oxy hay là cái Đúng gì đó rồi, găng tay gì đó, giúp đỡ cho đời, và tức là mang lại cái giá trị gì đó cho xã hội đúng đúng rồi. không, và cái quan trọng nhất là những lời khuyên răn dạy bảo những đứa trẻ, những người Đúng trẻ đó, rồi. đừng có sa ngã, đừng có sai lầm. Chứ Đúng. còn về cá nhân thì doanh nghiệp, công ty, đất nước nào cũng vậy, các doanh nghiệp là một thành phần giống như là một cái nói sao ta, mình nói nghe nó hơi hơi lo hơi lớn chút nha mọi người, giống như cái kiểu mà cũng là một những thành phần kiến quốc, tức là xây dựng đất nước đó, góp Một phần tế xây dựng đất một nước thì một tế ai cũng vậy bào, thôi. nói chung một tế Dạ bào. đó, Đúng rồi, ai cũng đó. muốn xây dựng đất nước thôi, nhưng Đúng. ở đây tức là điều đặc biệt của bà Hằng nhìn ra được là đâu đó đúng không, đâu đó thì trong tâm tư bà vẫn trăn trở, bà nhìn ra được cái gì, cái sự nguy hại của phản động nó xâm nhập vào đất nước chúng ta, Đó đó và đặc đó biệt đó nó cái đó đánh là cái điều vào tao muốn nói, cái đó là cái điều tao muốn đó, nói như nó vậy đánh nè. vào Bây giờ cái tâm lý giới trẻ như thế nào đó, cái đó mới là cái cái đó quan cái trọng đó cái đó ra đó ghi nhận. đúng rồi. Cứ nghe Dạ. tôi hỏi, mà tao hỏi một câu nha, ở đất nước Việt Nam bộ hết đàn ông hay sao, hết tất cả mọi người, những người trí thức hay sao?
hay là hết những người học cao hiểu rộng hay sao, mà phải để cho một người đàn bà lên dạy. Cái đó là cái nỗi nhục một người đàn bà. Bởi vậy mình mới hiểu được một điều là bà mà đã làm như vậy thì tại làm sao để các ông ở đâu mà để một người đàn bà mà đi lên nói một cái câu mà mình nghe mình cũng hơi ấm mát lòng. Tao rõ là mát lòng chứ, mà nghe tao nghe mày nói là tao mát lòng. Bởi vì một người CEO mà phụ nữ nha, mà đã lên trăn trở mà để nói mà người ta không nói chuyện tài sản thì tè lùm chùm cái cha tao thôi, mà nhắn nhủ rồi chứ bông trẻ đừng nên đi theo lời với phân động, đừng coi những cái chuyện gì mà chống phá đất nước mà tại làm sao mấy anh cây già cái đủ nó bất tiêu hết rồi, tại sao không nói mà để cho người đàn bà nói vậy? Không, nó mình cũng rõ ràng cái câu chuyện này là bố cầm, tức là tại vì chúng ta chỉ nói là vấn đề là cái bà Hằng á, tức là đang trong câu chuyện là đang trong cái drama này nó có cái điểm nóng. Điểm nóng là gì? Cụ thể là có cái lượng thu hút fan á, là tức là những người theo dõi. Đúng không? Theo dõi thì chúng ta đề cập cái chuyện này là nó hợp lý, còn cái chuyện những người khác thì bởi vì họ Không, không tham gia, tại đây ta nhưng đâu không đó nói. thì chắc chắn họ có một cái hướng riêng của họ. Không, Ý ý nhưng con mà lại vậy á. Dạ. hiểu, ta hiểu. Nhưng mà ý ta muốn nói từ xưa giờ chẳng có một con ma nào mà nói kiểu giống như bà Hằng cả. Kể cả những phụ Dạ. nữ khác cũng vậy nữa. Khuyên răn hoặc là nhắn nhủ với bọn trẻ là không nên đi theo phản động này kia các cái rồi. Ta không thấy ai nói trên trời. Kể cả báo chí là chỉ có lên án thôi, có tuổi trẻ hoặc công an nhân dân này kia chỉ lên án rồi bắt được người này bắt được người kia, không có, nhưng chưa bao giờ có một cái lời tâm sự giống như kiểu như khuyên răn tuổi trẻ nên học hành tới nơi tới chốn, phụng sự quốc gia, làm đẹp cho đời cái đâu giống như cái bà Hằng. Mà cái bà Hằng này là người phụ nữ chẳng chẳng phải là BD mà cũng chẳng phải đàn ông, thì ta muốn nói cái điều đó đó, nên là ta mới một người thì có nhiều cái mình thấy mình nức lòng ở chỗ là một người phụ nữ như bả thì mình cũng thấy mình cũng phục, bởi mình không bằng bả là mình phục, à tao tính khổ vậy tính rồi. Nhưng mà ở đâu đó có những người không là cái gì cả, không là cái gì cả, khẳng chẳng giúp ích được cho đời. Ở đây tao muốn nói là những cái hiện vật, những cái mà mình thấy mình sờ mình mó được có nghĩa là làm được cho đời đó, chứ tao không muốn nói miệng. Thì bà ấy đã làm rồi, tao đã hỏi mày những cái câu hỏi đó. Ở miền Tây nó có bà xây dựng một cái nhà máy nước ngọt, có Miền Tây xử lý nước ngọt không bố? xử lý nước Hay là sao? ngọt, cứ nghe đúng rồi, để xử lý nước ngọt cho người dân để mà dùng đó, có nhà Nước máy ngập tao mặn hả? Nước ngập mặn sẽ ra hay không là lọc nước nước ta? sinh hoạt luôn, nước ngọt á để sinh hoạt, tại vì ở dưới miền Tây ta nghe nói là nước ngập mặn người ta dùng trong gia đình không có được, Ví dụ có nước nghĩa là lợ, nước phèn gì đó, đại nước khái nước phèn lợ, vậy nước thôi, bây phèn giờ vậy đúng không? mà cải tạo nước đó thành nước ngọt để người dân dùng, có nghĩa là dùng để nấu nướng hoặc uống ăn uống này cái thì bả làm những cái nhà máy. Tao đã có video cuối nào lên post lên hôm trước là người ta bà không biết là 500 triệu hay như tao không biết là đã có luôn, rất là lớn và đã khánh thành và À, đưa vào hoạt động có Tuyết Nhung nè, có Tuyết Nhung bổ sung nè, xác nhận cho bố cầm là đó, thấy có chưa, có nghĩa là họ ông ấy hoặc bà ấy ta không biết nhưng mà họ đã làm được những cái chuyện thiện à, làm ở mà Bến cho đời. Tre, nông dân đó làm ở Bến Tre. Ở Bến Tre đó, thứ nhất Yeah. là xử lý nước ngọt, rồi thứ hai là làm những cái con đường, những cái cầu ở miền Tây để mà tránh ngập lụt trải nhựa các cái, rồi có đó tao cũng xác nhận, có xây nhà máy oxy để mà cung cấp cho tất cả các bệnh viện, có rồi khánh thành nhà máy sản xuất găng tay y tế để về cho cung cấp cho những bệnh viện, có nội ba có bốn điều, ba bốn điều đó bà đã làm rất nhiều, mà thấy mình họ làm được thì mình cảm thấy là mình phục và mình cảm thấy là còn có chuyện riêng tư bác kẻ cha mà tao cũng nhức đầu, tao không đừng nó nói hồi chúng cái tao đủ mà công nó kêu tao bú nữa mà con phiền lắm. Tao thì bố ở xa, bố chỉ thấy đọc báo một tin tức và tham khảo về người công ty vậy thôi chứ bố nó có biết gì trong đứa đâu, nhưng mà ít nhất ra mình cảm thấy là mình phục bà ở chỗ là bà vẫn có những cái trăn trở về vấn đề quay đất nước đúng không. Dạ. Thế thôi, còn cái chuyện đó là chuyện của họ, mình quá mà xe qua vấn đề khác đi, còn nói chuyện hồi mà xuống live mấy con tay bị chửi nữa phiền lắm đồ. Em nhưng mà chửi Anh kệ Sơn ở thôi. thăm rồi kìa. Anh Sơn đến Sao thăm bố rồi kìa, anh nói là bố nói quá là coi chừng là bị dập à, coi chừng bị dập à. Thế là kinh khủng. kinh Với lại anh Sơn có khủng, nhắn nhủ với bố, lát nữa có rảnh thì anh Sơn có việc muốn trao đổi với bố một chút. rồi ok có gì đâu, Dạ. thì rất là bình thường mà. Thì mà ở bên bố thì trời bầu thu rồi, sắp sửa cuối thu rồi, bắt đầu nó lạnh rồi, lạnh rồi. Bữa nay cũng bốn mấy độ, cũng khoảng nếu mà tính là độ C Việt Nam cũng khoảng mười mấy độ.
lạnh rồi, cho nên vì cái đó là sắp sửa ta đổ tuyết rồi, có nghĩa là tháng 11 là bắt đầu thấy tuyết lay rai đổ rồi. Thì ở bên này thì có những cái mà những người ở ở ở xứ ta đó, ở Việt Nam mình họ không có hiểu. Ở đây thì mình phải chấp nhận thôi, có cái gì cũng vậy, phải có cái sự trao đổi và cái sự chấp nhận. Cái điều đó điều đương nhiên là ở đâu cũng vậy thôi, nhưng mà mình chấp nhận cái điều đó rồi, bởi mình đã lỡ bước sai chân rồi. Thân con trai 12 bến nước mà trông vợ đục kiểu tao vậy. Đúng rồi, đúng không? Thì rồi còn có con bàn sâu về chủ đề gì nữa không? Không, bố bố chia sẻ gì bố nói đi. Không thì phải đi theo cái gì Ý đó ý ý mà. con còn còn con cảm thấy là con ghi nhận, con ghi nhận cái điều Đúng đó rồi. của từ 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 ba Hằng. Thì như con đã Ừ, nói rồi, đúng rồi. tại vì tức là và cái những cái drama, những cái like của bà thì nó rất nhiều vấn đề đúng không ạ? Và nhưng mà con Mình chỉ chú ý tao vào không có chú ý cái ba tiểu nhiều tiết đó lắm, thôi. ảnh ở còn cái Dạ, chuyện con mà chỉ chuyện quý vào cái tiểu tiết đó, thế tức thôi. là nó làm con cảm thấy con khâm phục Đúng là rồi. cái chuyện đó. Tức là đâu đó mặc dù họ đấu đá, họ cái gì đó nó búa xua từ lưa đi, nhưng mà đâu đó trong cái tâm khảm, trong tâm khảm họ họ Đúng rồi. vẫn có một chút gì đó trăn trở và tâm tư đối với cái tình hình của đất nước, và đặc biệt là họ có cái ánh nhìn về những lớp trẻ và khuyên nhủ lớp trẻ, Đó đó khuyên đó, nhủ lớp có trẻ, cái bởi đúng vì rồi. nó quý thế này nè bố cập. Ngoài cái vấn đề đó như con nói đó, là hiện tại là bà ta là đang có sức ảnh hưởng, mình nếu mình hiểu theo cách nào đó có sức ảnh hưởng về cái không gian mạng, và cụ thể là những cái lượt fan theo dõi, những người người ta theo dõi người ta, thì bố biết rồi, thí dụ người ta đã ủng hộ tao theo dõi thì cái điều này nó đúng đắn nữa đúng không, nó càng đúng đắn nữa thì cái sự ủng hộ nó sẽ càng càng dâng cao, thì đâm ra là cái điều đó đáng mừng. Cái điều đó là thật sự đáng mừng đối với một người phụ nữ như vậy, mà họ có cái Đúng ánh nhìn như rồi, vậy thì rất đó là đáng mừng. Dạ mình tôn vinh là mình tôn vinh cái tinh thần yêu nước của bà thôi, còn cái chuyện cá dạ nhân bà bố không cần biết, bà giàu có dạ hoặc bà làm gì bố đâu không biết đâu, bố không biết, nhưng mà ít nhất á cái người phụ nữ mà khi thốt lên được những câu đó là mình cảm thấy mình nể, con mình thấy mình dạ nể, bởi vì từ xưa giờ chẳng có ai con ba nào mà lên khuyên những cái CEO khác hoặc là những cái tờ báo hay là những cái gì đó, mình chưa hề thấy người ta khuyên rằng lớp trẻ bây giờ họ chỉ lên án là đúng, nhưng mà khuyên răng rồi mới lên án, còn này họ không chỉ lên án thôi chứ không khuyên răng. Thì bà này đã một CEO cũng có giàu có cũng có, nhưng mà bà tâm tư vì bà nói những câu mà mình cảm thấy mình nức lòng, nức lòng ở đây à, thế ra thì bà này cũng là cũng hay đấy ta, vậy thôi, chứ dạ còn chuyện mình cũng không không dám nói thêm, nó thêm chúng chửi cho nên bị đó thôi, đồ nó mới không nhức đầu lắm, tao không có dính líu cái vụ đó. thì dạ thì xong qua cái vụ vàng thì bố thấy vậy cũng đúng, thì ví dụ cái vụ chó nữa mệt ghê, cái vụ chó quyền hoài mà, thì cũng ngày hôm qua thì bú phim con chó. bú thêm chó đâu có đã đâu, tại chó đâu có sữa, bú thêm bò thì nó mới nhiều sữa chứ còn chó đâu có sữa nhiều đúng không, thì phải thấy rõ ràng mà thấy cái gì nó xuyên tạc, nó xe qua cái vấn đề đó thì cái gì con thấy là nó cũng xuyên tạc. Một cái đau đáu mà mình thấy buồn cười nhất ở chỗ là con người với con chó bây giờ nó ngang nhau rồi, đổ nó cho ngang nhau rồi. Ồ, má con người Việt Nam mình chết 20.000 người thì nó không khóc, mà có mười mấy con chó, mà con chó nào thiệt bậy việc ta nói từ lâu rồi, cái xứ Việt Nam của tao là cái xứ ăn thịt chó, nói thẳng là như vậy thì từ xưa vậy chắc không phải mới đây, nói thẳng là như vậy, từ linh mục, từ sư ông, từ sư thầy, hoặc là sư thầy dỗm, sư thầy giả hay đâu không biết, là ai ai cũng ăn thịt chó cả, thậm chí người ta ăn tận khoái khẩu nữa đúng không, thì mấy đối với con chó chỉ là súc vật. Và ta nói thêm một câu này nữa, ta dựa theo kinh thánh ta nói nha, có nghĩa là khi mà tất cả mọi nhân Chúa đã phán rằng tất cả mọi sinh vật ở trên cái thế gian này đều phục vụ cho con người, bởi vì con người là do Thiên Chúa tạo ra đó, ta nói cho mày nghe, tất cả những sinh vật từ dế, từ chuột, từ rắn, bất cứ cái gì vậy con người thích là ăn, chuyện đó, chuyện Chúa cho nha, cha tao không có nói đâu, mà không tin mà hỏi mấy người đạo Chúa coi mà tao nói gì đúng không, đó rằng đó là cái lời Thiên Chúa đã nói vậy đó, thành ra bây giờ cứ xịt thuốc tao không cần biết gì đó, hay mày mày ít chửi thì tao xịt ít, mà mày chửi nhiều tao xịt nhiều, thế thôi. Câu chuyện chó không có làm sao mà ngang bằng với tao với người người được, nó là vậy, nó cho nó gừa, nó cho nó rồi đừng có tào lao bí lao, tao làm rửa mẫn bất công, tao hầm nó phiền lắm mệt.
Rồi còn gì nữa không con? Thì bố nói chuyện với con chút xíu thì thôi, chứ còn cho Xuân nó lên đi, nó nói gì nó nói rồi hồi rồi bố lên sau nghe. Tao cũng đang hầm Dạ, đồ, ok bố. tao tao đang luộc đồ thịt ở dưới mà nói chuyện mày hồi nó khét nữa, phiền lắm. Bữa nay tranh thủ để ăn cho nó món khoái khẩu rồi qua bà bè kiểu về chết rồi nghe. Để cho bố lên đi, Ok, có bố cái gặp. gì đó bố lên Dạ. sau. Ừ. Dạ.